Bạn đã quay trở lại với kênh Skyra Heli. Thì thông thường mình bay một cái chiếc nào mình build á, thì khoảng vài chục round mình sẽ mở nó ra mình bảo dưỡng các bạn. Thì nó sẽ bị rơ hoặc là nó bị sét ốc hay là nó bị khô dầu á, thì mình phải tháo ra mình bảo dưỡng thì nó mới an toàn được các bạn ơi. Nên hôm nay chiếc AH64 sẵn mình tháo nó ra, mình vệ sinh, vô dầu cũng như là kiểm tra lại các bạn. Thì sẵn mình review cho các bạn xem ở bên trong chiếc AH64 này có những cái bộ phận gì các bạn nha. Đó. Rồi bây giờ các bạn nhìn thấy không, cái đây là cái body của nó các bạn. Thì cái phần body này nó gồm có cái phần ở phía trước ha, radar nè. Rồi ở đây cái đây là cái khoang lái các bạn. Khoang lái ha, khoang lái này được cắt rời ra nha. Kế tiếp là tới cái phần rỗng này là cái khoang để mình đặt cái kit vào các bạn. Đây cái kit nó nằm đây ha. Rồi cái phần ống đuôi nè, để mình quay sang cái phần ống đuôi cho các bạn xem. Thì cái phần ống đuôi này sẽ khoét một cái lỗ ở đây để chúng ta bắt cái cầm vào đây ha. Chúng ta điều chỉnh cái cầm ở đây ở phía sau này thì nó tách ra một phần nữa các bạn. Đây nó tách ra cái phần này cái phần này sẽ ụp vào đây để các bạn có thể điều chỉnh cái phần đuôi này khi mà có sự cố gì ha. Rồi rồi kế tiếp ở phần thân nè, phần ốp thân nó nằm ở đây. Đây là cái phần ốp thân, phần này nó sẽ gắn với giá vũ khí luôn ha, gắn với giá vũ khí tên lửa hai bên nè. Gắn vào đây ngay cái phần cái khớp giữa của nó nè. Thì cái phần gắn vào này nó phải hơi khó nha các bạn, hơi khó gắn vào. Cái này phải khéo dữ lắm mới gắn vào được ha. Rồi cái chỗ này kit thì đặt vào đây này, rồi kế tiếp là phần ống đuôi. Đây cái phần ống đuôi của nó đây, ống đuôi của chiếc AH64 này các bạn. Cái kit này là mình tự làm nha, nó không có theo khuôn mẫu nào hết, mình cứ đo thông số và mình làm theo thôi. Cái phần đuôi này á, đuôi chữ X này là mình cũng làm từ hai cái rib của PLCB các bạn, PLCB ha. Cái này là phần line nè, cái phần slider đẩy lên trên nè, cái phần thanh kéo đuôi ha. Đây nó cũng qua hai ba cái khớp các bạn. Nói chung là để lắp cái được vô cái đuôi con này là hơi khó các bạn ơi, khó lắm á. Thì chịu khó tỉ mỉ xíu thì các bạn sẽ làm được thôi. Đây còn cái phần này là cái phần radar phía trên nóc của nó nè, ở trên đỉnh của cái Protohit này. Thì cái phần đó nó sẽ đứng yên nha các bạn. Cái phần radar này đặc biệt là nó đứng yên chỗ chứ nó không có quay nha. Thì cái cây cốt này cũng rất là đặc biệt ha. Cây cốt này nó đứng yên nè, nó sẽ được bật ở phía dưới này đứng yên luôn, chỉ có cái phần rotor nó quay thôi, còn cây cốt nó vẫn đứng yên. Rồi kế tiếp là cánh của nó các bạn. Ở đây nó có một cái miếng nhỏ nữa, thì cái miếng này nó sẽ ốp vào cái phía phía sau đuôi nè ha. Và cuối cùng là canopy. Phần canopy đây. Canopy này thì thường mình mở nó lên để mà mình để pin vào đây nè các bạn. Pin nó sẽ để ở phần phía trước này. Rồi cuối cùng là phần đuôi ngang. Thì phần đuôi ngang này nó sẽ được bắt vào đây. Phần đuôi ngang nó sẽ được bắt vào ngay cho vị trí này. Mình cũng tháo ra luôn. Tháo ra vệ sinh, rửa nó lại các bạn cho nó sạch sẽ ha. Mình bay thời gian thì nó bị bụi bặm. Rồi cuối cùng là cái phần cái cây cây súng ha. Súng thì bắt ở dưới lườn này. Đó, nó bắt vào đây nè các bạn. Rồi. Rồi về cấu hình ha. Sẵn mình giới thiệu luôn. Ở đây nó còn một cái miếng nhỏ nữa nè các bạn. Đây. Cái miếng nhỏ này là cái miếng đậy lên phía trên này nè các bạn. Do đặt cái rotor hit vào nó khó ha. Nên có một cái miếng nhỏ đậy lên trên cho nó kín lại ha. Rồi cấu hình của chiếc này thì flight controller thì nó xài K3 ba con digital align ha, một con pin ở đây là cọc pin 18806S nha các bạn, và ESC Happy Win 50A.
Con này khá nặng nên các bạn phải xài 6S mới bay nổi nha. 3S bay thì nó cũng được nhưng mà nó sẽ yếu dữ lắm, nóng motor. Rồi thì mình giới thiệu sơ cho các bạn biết ở bên trong cái chiếc AH64 size 450 này nó có những gì các bạn nha. Rồi chào các bạn, khi nào mình ráp lại hoàn chỉnh thì mình sẽ bay test cho các bạn xem. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.